Ở đây thì trong cái rủi mà có cái may ở đây là thật sự hai vợ chồng nhau rất là hạnh phúc. Bà Nhân Vlog đối diện trực tiếp máy quay sau drama với bác sĩ Thịnh, khẳng định trong rủi có may. Thời gian vừa qua, drama chữa hiếm muộn của vợ chồng bà Nhân Vlog với bác sĩ Thịnh gây chú ý cộng đồng mạng. Sau ồn ào này, vợ chồng bà Nhân quyết định quay trở lại Nhật Bản. Mới đây, trên Facebook, bà Nhân Vlog chia sẻ loạt ảnh chụp cùng chồng. Cùng với đó, cô trải lòng rằng bản thân đã từng trải qua nhiều biến cố nhưng không gục ngã. Ở hiện tại, cô có chồng đồng hành thì càng có thêm sức mạnh để sửa đổi bản thân và mạnh mẽ bước tiếp. Cùng với loạt ảnh này, bà Nhân Vlog cũng đăng tải lên YouTube clip cùng chồng chia sẻ với mọi người. Trong clip, bà Nhân Vlog giải thích lý do cùng chồng trở về Nhật Bản. Theo đó, cô cho biết, sau drama với bác sĩ Thịnh, cô buồn và stress nhưng chồng cô còn buồn và stress gấp trăm lần, ngàn lần. Việc không hiểu tiếng Việt khiến mỗi khi có ai đó xì xầm là chồng cô lại có tâm trạng nặng nề, tự ti, mặc cảm, không thích ăn uống. Việc quyết định cùng chồng quay về Nhật là để chồng cô bớt buồn và stress. Đến thời điểm hiện tại, bà Nhân Vlog nhận ra lỗi của mình và nhận ra đây là bài học lớn nhất trong 28 năm cuộc đời đã trải qua. Đáng chú ý, bà Nhân Vlog nói trong cái rủi có cái may, vui mừng thông báo vợ chồng cô hạnh phúc vì có 4 phôi thai được tạo thành công từ chính trứng của cô. Một lần nữa, bà Nhân Vlog mong mọi người không gọi con cô là con thương mại, con miễn phí, con vì tiền, bởi cô đã thanh toán đầy đủ chi phí và chưa từng có ý định ngỏ ý quảng cáo với phía bác sĩ Thịnh. Lẽ ra bà Nhân Vlog ở lại Việt Nam để đặt phôi thai nhưng bản thân cô đang stress nên quay về Nhật nghỉ dưỡng, khi ổn định cuộc sống rồi mới quay lại Việt Nam. Cuối cùng, bà Nhân Vlog xin mọi người hãy trách cô, đừng trách chồng cô và cho cô thời gian để sửa đổi bản thân, sửa tính nóng này và hạ bớt cái tôi cá nhân để làm người mẹ tốt trong tương lai.